Rồi, xin chào quý anh em yêu mến kênh Bonsai VN. Sáng nay mình lên quý anh em một cái cây từ bi, hay một số anh em còn gọi là cây quan âm anh em. Cây quan âm, anh em ngoài Bắc gọi là cây quan âm anh em ha. Thì cây này là dáng đổ anh em, rất là đẹp. Dáng đổ mới nuôi anh em ha. Cái bờ cốt hòn ở này anh em ha, hòn nó mình ôm không hết nè. Trên này thì nó bằng cái cổ chân anh em mình, còn ở dưới này thì nó bằng nửa cổ tay anh em mình, lắc léo xuống đây nè, đang nuôi cái đọt đây, đang bung lụa ra, rất là duyên luôn. Cái này chắc phải nhỏ lặt hết con trên này anh em, lặt hết, mình để cái bộ tàng vậy, chết trong chậu tàu anh em. Thì ban âm nha anh em, ban âm ha, cái đổ, nuôi cái đổ, cốt ở đây nè, rồi để dưới anh em. Giống như bút sen rất là đẹp. Cây loại này là cây nó có hai loại, loại lá lớn, loại lá nhỏ tròn đẹp. Dòng này dòng lá nhỏ tròn đẹp nha. Và anh em giao lưu cây này, alo về cho mình, và số điện thoại Zalo 093 241987 nha quý anh em. Cây từ bi hay người gọi anh đang ngồi bắt gọi là cây quan âm. Nó cây, mùa lạnh thì nó sẽ ngủ đông để nó chảy dáng đổ. Mùa lạnh thì nó sẽ ngủ đông, nhưng mà hết cái mùa đông lạnh thì bắt đầu nó đâm lọc lại nè ha. Cây này mình đang để form tự nhiên cho quý anh em mình vừa sửa chữa anh em ha. Cần nhu cầu alo cho mình nha.